Chào tất cả các bạn nha. Nay mình lại quay cái máy sớ của em mình. Bữa nay mình phỏng vấn em mình luôn nha, coi từ ngày mua máy sớ tới bây giờ được bao nhiêu tháng và làm được bao nhiêu lời hay lỗ. Là mua cái máy này rẻ không mắc. Mình phỏng vấn hết rồi sao các bạn, nó đang sớ đất ngoài này. Để mình quay nó sớ đất chút rồi mình phỏng vấn nó nghe các bạn. Đây, đây sớ đất đây nè. Máy này bữa hổm mình có quay clip sớ đất gãy rồi nha các bạn. Bây giờ mình quay nó sớ đất ruộng. Đồng này bây giờ là đồng liên vụ rồi nha các bạn, không còn phù sa nữa. Giờ đất nó cỗi đất hết rồi, như là nặng mỗi vụ mỗi sớ lên, sớ sâu nó mới tốt, màng gãy màng ruộng nó mới tốt được, cho nên nó chạy chậm để mình sớ sâu, để mình kêu nó lại mình chạy thử vòng. Nó vô mình chạy thử vòng các bạn. Sao chạy chậm như vậy? Chạy lẹ quá nó không ăn. Sao vậy? Cái trục sớ nó đi liền với trục chạy. Mình chạy lẹ quá nó trục sớ nó thành ra nó chậm lại, nó bư không kịp. Nên chạy thử cái coi. Mình chạy thử vòng nha các bạn. Số 3, qua số 3. Rồi. Sức khô làm như xuống nước, chạy tốc độ bằng thờ. Nhãn mắt xì, chạy vậy không lên cục đất nào luôn. Sức nước nhờ bánh bội mà chạy lẹ thì nó dậm, còn sức khô này dậm được cái gì. Sức khô này phải sớ cho chín chứ đâu có ăn gian được. Sức nước ăn gian được chứ sức khô đâu ăn gian được đâu. Nói kêu máy sớ thì sớ đó này luôn. Máy sớ gì? Không có đâu, để tôi sớ mà. Chạy vậy đó, chạy lay ga vậy đó. Nhiều được. Chụp nhanh hay gì vậy? Ừ. Đâu có đâu, chụp lẹ chạy không nổi. Chụp lẹ sớ là bảo đảm mày, nếu mà máy mà chạy nổi sớ chụp lẹ là đẹp luôn á. Ngặt máy chạy không nổi. Chụp lẹ nó sớ ghê lắm, sớ bạo lắm, nãy tao vô thử kìa, sớ nhẫn nhừ luôn. Ngặt cái máy chạy không nổi. Thằng này nó vô chụp lẹ nó chạy lẹ ghê lắm. Đó cái khúc tao lạng đó là lạng chục lẹ đó, đắng mày coi thử coi. Ừ.
rối tay hốt cục đất dưới ra coi, hốt cục đất dưới ra coi, giữa tay hốt cục đất ra coi. Lẹ đó, chụp lẹ nãy tôi sới vô đó, nhuyễn còn hơn gì nữa mà máy chạy nổi. K24 để anh chạy chụp lẹ đảo. Tại thằng này chụp sới nó dính liền với chụp chạy á. Ra ông vô chụp lẹ chạy sới xế này chạy dữ lắm nha các bạn. Máy này mua được nhiêu tháng rồi? Tháng này chắc cũng gần 6 tháng rồi. Gần 6 tháng rồi. Làm đất nhà không hay là có đi làm mướn gì không? Đất nhà không. Nếu mình tính ra cái tiền mình mướn máy thì có đủ vốn cái máy chưa? Dư rồi. Cái máy mua nhiêu? Máy mua 4 triệu à. Giờ là mình tính ra cỡ khoảng được nhiêu tiền rồi? Tính phần đất nhà không là 6 triệu rồi đó, còn làm phụ cho mấy ông anh rồi nữa, cho ông nhị hôm đó làm cho anh Tám Dũng nữa, cũng hơn. Vậy là cái máy này lợi vậy? Lợi. Lợi phân nửa rồi phải không? Chưa được phân nửa đâu. Chưa được phân nửa. Mình làm cũng phụ thêm chút đỉnh à. Mình còn phải tu bổ nhắc nhau thêm nữa, thằng đó mình chưa tính. Cái máy này là đời máy gì? Thằng này là cao không. Cao phong hả? Cao phong đời trước phải không? Cao phong thì máy tôi cũng không gành, tôi chỉ biết thấy để cao phong không biết về sao. Mình cũng biết sơ sơ về máy đó các bạn. Cao phong này theo mình biết là đời trước á, nhưng mà cái đầu máy của nó hình như là nó hơi yếu á, phải không? Đầu máy này ông chủ cũ ông làm máy lại bị lỗi hay gì rồi. Tại lúc mua ông có nói là đi sấy cái lồng sơ mi ra, mà tôi nghe người ta nói làm sấy ra thì nó không được êm gì đó, chứ thực tế tôi thấy nó máy nó yếu đó. Máy giờ là cái dàn này là chạy hai số, hai chục cái chậm lẹ, nhưng bây giờ nó chỉ chạy được chục chậm thôi, chục lẹ là máy chạy không nổi. Chục lẹ chắc nó quá lẹ đi cho nên cái máy nó chạy không nổi. Chục lẹ là sớ cũng đẹp luôn, sớ chục lẹ là lên chục sớ là rất là nhiễn, tôi có thử rồi nhưng mà cái máy chạy không nổi. Theo lẽ vàng này nếu mà gác đầu 24 lên chắc sới chục lẹ là yên, có đẹp luôn. Màu này. Mấy năm trước là mình có cái IC7 nha các bạn. Mình theo mình chạy cái máy này với cái IC7 của mình so lại là nó không bằng cái IC7 mình nha. IC7 mình đặt K15 thôi mà chạy là rất là dữ luôn. Còn máy này là K16.5 hả? 6.5. Nhưng mà chạy không bằng IC7 nha. 16.5 mà mua đồ qua đi mua đồ sáng mua bình nước rồi thì qua bảnh nó 16.5 ta cũng lấy 15 gì đó. Thì nó cũng một phòng mà qua 15 16.5 nó cũng giống nha. Nó xài đồ phòng mà qua. Tới chạy cái bọng môi luôn. Tới chạy quá dữ các bạn. Sao chạy máy này thấy sao? Chạy này là ông mê luôn nha bạn. Ok không? Chạy mình chạy kỹ tí lên chính đất đó nha các bạn. Mình chạy vòng bánh bội là lên chính đất đó. Chứ mà chạy nó không vòng bánh bội thì nó không được chính đất nha. Nhưng mà sới rất là nhiều. Tôi nói nha bạn. Máy này theo như sới tối ngày cần được có khoảng bao nhiêu công? Mình mà nếu như mà máy này mà mình chạy mà cái sới khô này thì tầm có khoảng 10 công, mười mấy công nha bạn. Là mình sới kỹ luôn đó, sới đất nhà, còn mà sới nước là mình chạy có khoảng là gần 20 công nha bạn, chạy một ngày. Tại vì sới nước cái bánh nó lỏng hơn, mình chạy nó được nhanh hơn nha bạn. Với lại cái nhẹ cái máy nữa mình chạy được nhanh hơn, còn sới khô thì nó hơi nặng máy. Nãy mình cũng có phỏng vấn chủ máy rồi, máy này chạy cũng ok lắm. Máy này mình cũng đã có quen gặp giới thiệu sơ về máy rồi, giờ mình thấy kỹ lên hơn. Giới thiệu kỹ lên hơn, mình quay để mình quay kỹ cái máy cho các bạn xem. Đi, lại quay máy, quay cái đầu chứ.
cái đầu là cái các bạn, đầu này là K16 gữ nha. Nó tháo bình dầu ra hết rồi, để cái can dầu vậy nè. Máy này là bình là gòn nha các bạn. Đầu máy. Bánh lồng này là 8 mấy. 7 tấc rưỡi. Bánh lồng này thì ông cậu mình chạy bánh 7 tấc rưỡi nha các bạn. Còn sớ thì nó nãy nè. Nó cũng dưới 8 tấc. Dàn sớ này chắc 8 tấc quá. 8 tấc. Thì nó thường thường là mấy cái máy này là dàn sớ 8 tấc. Dàn sớ mọn chân này. Này chắc 24 găng quá. 24 găng phải không? Bánh bánh sau này là mình chế lại nha các bạn. Bánh của nó nhập qua là nhỏ xíu rồi. Này mình chế lại. Ghế này cũng vậy. Cái này làm hơi cục. Lên dài tiếng. Hộp số này là hộp số nhông sớ nhông chạy là nó dính liền với nhau nha. Đùi này rượu zin luôn, có làm lại không? Không. Đùi rượu zin của nó nha. Chạy đi lầy rồi không ngán, đuổi xe nó gì chứ đi lầy ngán. Người hộp dây sơn. Cái đùi này nó lớn hơn IC hả? Máy này mua nguyên con gì thì 4 triệu là thấy rất là rẻ luôn các bạn. Cốt lớn. Mua là không có bánh lồng phải không? Có 1 cái. Có 1 cái bánh lồng một à. Trộm lấy thành cái còn 1 cái. Được 2 cái bánh bơm. Chứ không có bánh lồng nha. Mà bây giờ nó cũng dư vốn dư lợi rồi. Thì bữa nay mình quay vậy thôi. Nó cũng đầy đủ rồi. Anh thì cho anh kêu mơ sớ giọng làm biến sớ kêu sớ thì tới đây mình cũng xin kết thúc video nha các bạn. Nếu có bạn có yêu thích kênh Văn Thành Thái TV mình thì cho mình xin một like và chia sẻ, nhớ bấm đăng ký giúp mình. Chào tạm biệt các bạn.